Xin chào các bạn. Hôm nay top 5 nước hoa lâu đời nhất trong bộ sưu tập của tôi. Lâu đời ở đây không có nghĩa là các chai này đã được sản xuất lâu, mà lâu đời có nghĩa là tính từ thời điểm các nước hoa này lần đầu được hãng ra mắt giới thiệu trên thị trường. Đây cũng là top các nước hoa có phong cách cổ điển nhất trong bộ sưu tập của tôi. Video này tôi chỉ liệt kê và review nhanh để các bạn có thêm thông tin, chứ tôi hoàn toàn không khuyên các bạn sử dụng. Cá nhân tôi thì không thích các nước hoa có phong cách quá cổ điển. Và các bạn cũng cần biết phong cách của mình có phù hợp hay không trước khi quyết định mua. Tôi sẽ đi theo thứ tự thời gian. Chai lâu đời nhất trong bộ sưu tập của tôi đó là Abiru Eau de Toilette. Tôi đọc theo tiếng Pháp nhé. Chai này được hãng Guerlain giới thiệu lần đầu năm 1965, rất lâu rồi. Theo tôi biết thì đầu năm 2022 họ đã ngưng mẫu chai này. Mùi gỗ hồng Brazil, chanh, cam bergamot, rêu sồi và có cả mùi hoa nhài nữa. Nước hoa này phù hợp sử dụng vào những ngày trời lạnh hoặc là se lạnh. Kiểu mùi barber soap, soapy, clean. Rất cổ điển, rất đàn ông và lịch lãm theo kiểu Pháp. Rất nhiều đàn ông châu Âu thích mùi nước hoa này, nhưng cá nhân tôi thì cảm thấy mùi này nó hơi già và hầu như tôi không sử dụng. Các bạn có biết là trước khi hãng Dior cho ra dòng sản phẩm Sauvage vào năm 2015, thì họ đã có một dòng sản phẩm khác có tên na ná Eau Sauvage rất nổi tiếng hay không? Mùi của hai dòng sản phẩm này không liên quan gì với nhau, và đây là sản phẩm đầu tiên của dòng sản phẩm Eau Sauvage có tên là Dior Eau Sauvage EDT, ra mắt lần đầu năm 1966. Nước hoa này hiện nay vẫn đang được sản xuất và bán rất nhiều, rất dễ tìm kiếm. Mùi của nước hoa này mát hơn so với Guerlain Abiru lúc nãy và phù hợp sử dụng vào mùa xuân hè. Mùi của Dior Eau Sauvage EDT là kết hợp của rất nhiều mùi citrus của chanh xanh, chanh vàng với rất nhiều mùi aromatic của cây hương thảo. Có cả mùi rêu sồi và hoa nhài ở trong này nữa. Độ bền mùi của nước hoa này ngày nay không được tốt lắm. Một chút nữa tôi sẽ giải thích cho các bạn tại sao các nước hoa có tuổi đời lâu được sản xuất ngày nay lại thường có cái performance không được tốt. Tôi thấy có khá nhiều bạn trẻ ở Việt Nam thích nước hoa này, nhưng cá nhân tôi thì không thích. Mùi nước hoa này nó quá cổ điển so với cái gu của tôi. Tôi thì thường thích các nước hoa hiện đại, có một chút kiểu playboy nhưng mà lịch lãm. Chai thứ ba được ra mắt lần đầu năm 1978 và nếu như tôi không nhầm thì đây là nước hoa nam đầu tiên của nhà Azzaro. Azzaro của Eau EDT. Chai tôi đang có đây được sản xuất năm 2020 và tôi thấy cái độ bền mùi, tỏa mùi khá là kém. Hương opening chi phối bởi mùi oải hương và các nguyên liệu spicy. Nhưng khoảng một tiếng sau thì nó nhanh chóng trở thành kiểu mùi skin scent với mùi chi phối là mùi rêu sồi. Để tôi giải thích cho các bạn, dựa trên hiểu biết của tôi về lý do tại sao các nước hoa có tuổi đời lâu năm, như là các nước hoa trong video hôm nay, nếu được sản xuất ngày nay thì thường có cái performance kém. Các nước hoa này ngày nay vẫn còn một lượng người dùng rất lớn, đó là những người đã trưởng thành từ những năm 60, 70, 80 của thế kỷ trước. Và họ có tính hoài cổ, họ muốn sử dụng lại các nước hoa họ đã từng sử dụng. Nhưng trước đây họ mua các nước hoa này với giá rẻ. Và bây giờ chính vì thế mà hãng không thể nâng giá bán sản phẩm lên. Thay vào đó, để tối đa hóa lợi nhuận, thì hãng thường cắt giảm bớt các nguyên liệu hoặc là chuyển đổi thành các nguyên liệu rẻ tiền. Và đặc biệt, các nước hoa có kiểu mùi cổ điển, trước đây thường sử dụng các nguyên liệu rất phức tạp và có những nguyên liệu ngày nay bị cấm sử dụng. Và một khi họ cắt giảm bớt đi các nguyên liệu và sử dụng các nguyên liệu rẻ tiền thì chắc chắn cái độ bền mùi và tỏa mùi không còn được tốt. Chai lâu đời thứ tư mà tôi có trong bộ sưu tập đó là Chanel Antios, ra mắt lần đầu năm 1981. Đây là nước hoa có mùi ấm nhất trong số 5 nước hoa được đề cập trong video hôm nay.
phù hợp sử dụng vào buổi tối hoặc là mùa thu, mùa đông. Lần đầu tiên khi tôi được xịt thử nước hoa này cách đây khoảng gần 20 năm, tôi rất ấn tượng bởi cái mùi của nó rất strong, rất mạnh. Ngày nay rất tiếc là nước hoa này đã bị thay đổi công thức và nó chỉ mạnh trong khoảng 5 phút đầu thôi. Còn sau đó thì nó nhanh chóng trở nên quá dịu nhẹ và không còn như xưa nữa. Trong nước hoa này có một thành phần đó là castoreum, hóa chất mô phỏng mùi của con hải ly. Cái mùi này có đặc điểm đó là nó gần giống như mùi da thuộc và nó rất đậm đặc, rất mạnh. Nhưng mà tôi chỉ cảm nhận được mùi đó trong khoảng 5 phút đầu khi xịt nước hoa này. Rất tiếc. Nước hoa thứ 5 được ra mắt lần đầu năm 1982, ngày nay vẫn còn được sản xuất và tiêu thụ rất nhiều. Đó là Dracanoa EDT của nhà Guy Laroche. Nước hoa này mở đầu với rất nhiều mùi oải hương. Nhiều mùi oải hương nhất trong số 5 nước hoa ở video hôm nay. Nhưng cái kiểu oải hương trong này là kiểu oải hương tươi, fresh, tỏa mùi tốt trong 1-2 tiếng đồng hồ đầu. Ở giai đoạn dry down thì có rất nhiều mùi rêu sồi. Đây là kiểu mùi cổ điển nhưng lại trẻ tuổi. Các bạn hiểu ý tôi không ạ? Tức là ngửi mùi nước hoa này, chúng ta liên tưởng tới một người đàn ông ở khoảng những năm 60-70 của thế kỷ 20. Nhưng là người đàn ông trẻ tuổi chứ không phải là người lớn tuổi. Nước hoa này phù hợp sử dụng vào mùa xuân hè. Video của chúng ta hôm nay tới đây là hết rồi. Xin chân thành cảm ơn sự quan tâm, theo dõi và đăng ký kênh của các bạn. Xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại.